À, dạ xin chào anh chị, thì phía trước anh chị mình là chiếc Hyundai Accent phiên bản số tự động. Thì hôm nay Bảo sẽ hướng dẫn anh chị cách sử dụng toàn bộ các tính năng của xe Hyundai Accent phiên bản số tự động này và các chi tiết, các nút bấm trên xe luôn cho anh chị, để anh chị khi mà mình mua một xe mới về và mình sẽ biết cách thao tác và sử dụng những cái tính năng trên chiếc Hyundai Accent này như thế nào, và tính năng của các tiếng đo tắt đó là như thế nào và sử dụng ra sao, thì em sẽ hướng dẫn anh chị cách sử dụng. Thì em mời anh chị cùng em theo dõi tiếp ở phần video phía sau để em có thể hướng dẫn chi tiết anh chị cách sử dụng toàn bộ các tính năng. Dạ rồi, tiếp theo là em sẽ hướng dẫn anh chị cách sử dụng các tính năng của chiếc Hyundai Accent phiên bản số tự động này sẽ sử dụng như thế nào. Thì đầu tiên là trên tay em là chiếc chìa khóa thông minh, thì phím tắt đầu tiên là phím lóc cửa. Khi mà anh chị đã đóng kính các cửa rồi, anh chị bấm vào vị trí này thì tự động là bốn kính cửa sẽ lóc lại đó, nó sẽ báo hiệu bằng một tính năng là cái đèn trên xe ha, chớp lên. Rồi khi mà anh chị đã lóc cửa thì sẽ như thế nào, thì khi lóc cửa rồi thì chúng ta mở vị trí cửa nè. Đó, nó sẽ không có được, nên người khác không thể vào xe của anh chị được. Tiếp theo là nút bấm thứ hai, nút này là nút mở cửa. Khi mà anh chị đứng từ xa, anh chị có thể thao tác nút này. Đó, nó sẽ báo đèn lên, thì lúc này xe của chúng ta đã mở khóa và chúng ta có thể mở cửa ra vào được ha. Đó. Rồi tiếp theo là nút thứ ba là nút đề nổ từ xa. Thì đối với nút này thì đầu tiên anh chị phải kết hợp liên tiếp hai nút bấm. Em sẽ thử cho anh chị xem ha. Đầu tiên anh chị bấm vào nút khóa và bấm liền nút đề nổ từ xa, đè 3 giây. Đó, thì lúc này xe của anh chị đã sử dụng được tính năng đề nổ từ xa. Đối với tính năng này anh chị chỉ được trang bị từ phiên bản số tự động thì mới trang bị tính năng đề nổ từ xa ha anh chị. Rồi tiếp theo, để tắt tính năng đề nổ từ xa, để tắt động cơ khi mà chúng ta đã đề nổ từ xa, nếu chúng ta không có muốn sử dụng thì chúng ta hãy thao tác trực tiếp trên chìa khóa. Anh chị bấm vào vị trí hold này thì đồng nghĩa động cơ sẽ tắt. Tiếp theo là nút thứ tư là nút mở cốp từ xa. Anh chị đè vào nút này thì cốp ở phía sau sẽ mở ha anh chị. Em đè nè. Đó, cốp phía sau sẽ mở. Chỉ mở lên được thôi chứ chúng ta không thể đóng được nha anh chị. Muốn đóng lại thì chúng ta phải lại gần vị trí cốp và đóng xuống. Đó. Rồi. Tiếp theo cái tính năng của chìa khóa này nữa là trên bên ngoài nè. Trên đây nè, anh chị thấy có một nút màu đen trên tay nắm cửa không? Cái nút này á là nút bấm thông minh trên tay nắm cửa. Khi mà anh chị cầm chìa khóa gần, anh chị không cần phải thao tác trên chìa khóa, mà anh chị chỉ cần đứng gần, cầm chìa khóa gần và bấm nút trên đây thì chúng ta có thể lóc cửa. Đây, tại vì em đang để cái chìa khóa còn trong xe ha anh chị, để em thử lấy chìa khóa xe trên xe ra và anh thao tác lại cho anh chị xem. Đây, chìa khóa của chiếc xe này lấy xuống nè. Rồi bây giờ em không có chìa khóa lên xe thì để lóc cửa, anh chị bấm vào vị trí này lại nè. Đó, thì lúc này nó báo tín hiệu đó, khi đó là xe đã lóc. Chúng ta có thể thao tác trên tay nắm cửa hoặc chúng ta cầm chìa khóa gần và chúng ta có thể mở. Đấy, đó anh chị xem ha. Rồi đó là những cái tính năng chính của cái chiếc chìa khóa thông minh này. Thì em mời anh chị cùng em khám phá ở phía bên trong có những cái gì nữa để anh chị biết cách sử dụng hết cái tính năng của chiếc Hyundai Accent này. Dạ rồi, thì tiếp theo em sẽ hướng dẫn anh chị các phím tắt bên trong xe. Thì đây là vị trí cửa ở phía sau anh chị. Thì ở phía sau có phím tắt nào? Thứ nhất là phím tắt nâng hạ kính người ngồi phía sau. Thì em sẽ thử thao tác cho anh chị xem ha. Khi chúng ta đè xuống nè thì kính sẽ kéo xuống, và khi chúng ta muốn cho kính lên, chúng ta đẩy lên ha, đẩy lên như thế này. Đó, kính sẽ chạy lên. Đó, tương tự như vậy ở phía bên đây cũng như vậy. Khi chúng ta muốn hạ kính, chúng ta đè xuống vị trí này xuống, kính sẽ hạ xuống. Khi chúng ta muốn thao tác cho kính lên thì kéo đè nút lên. Đó, đây là hai cái tính năng của hai cái vị trí phía sau em vừa giới thiệu cho anh chị.
tiếp theo là ở bên trong chúng ta sẽ có những gì. Ở phía bên trong chúng ta sẽ có trang bị là cái vị trí cửa gió sau. Ở vị trí cửa gió sau này thì chúng ta sẽ có vị trí điều chỉnh cái hướng gió nè anh chị. Đó, mức độ lớn gió, lớn nhỏ nè, hướng gió nè. Rồi ở tiếp theo á là cái nút điều chỉnh là mở cửa hay là đóng cái cửa gió lại. Đó. Rồi ở phía dưới nè, có một cái cổng sạc đây, USB ở phía dưới này ha anh chị. Đó, khi dù chúng ta có sử dụng điện thoại, chúng ta có thể ghim dây sạc vào vị trí này và người ngồi sau có thể là sạc điện thoại trực tiếp trên xe luôn ha, rất là tiện lợi. Rồi, anh chị cùng em xem ở phía trước có những cái trang bị gì, như thế nào và cách sử dụng ra sao ở phần phía trước ha. À đúng rồi, còn ở phía trên trần nè, chúng ta sẽ có một cái nút bấm, đây là nút bấm đèn trần ha anh chị. Chúng ta bấm vào thì sẽ có đèn giúp chúng ta buổi tối chúng ta di chuyển muốn kiếm đồ trên xe tiện lợi hơn. Bấm vào hoặc là tắt thì bấm vào vị trí nút bấm đó thì sẽ tắt. Rồi anh chị cùng em theo dõi ở phía bên phía trước xe, sẽ ở khoang lái sẽ có những cái kiếm tắt nào, như thế nào và cách sử dụng ra sao, em mời anh chị cùng em theo dõi tiếp. Dạ rồi, chúng ta sẽ đi từ phía bên ngoài vào, có những cái phím nào, phím tắt nào và cách sử dụng ra sao, tính năng như thế nào, anh chị cùng em theo dõi ha. Ở vị trí này, vị trí đây là vị trí người ngồi lái, thì ở vị trí người ngồi lái anh chị sẽ có những cái phím điều khiển chính cho tất cả bốn cửa nằm ở đây, năng hạ kính bốn cửa trước sau. Hai vị trí phía trước này tượng trưng cho hai vị trí người ngồi trước và hai vị trí phía sau tượng trưng cho hai người ngồi phía sau ha anh chị. Đó, khi mà em thử em ở vị trí tài nè, người tài nè, mà em bấm ở vị trí phía sau á nè, nó sẽ hạ xuống nè. Đó, đây đóng cửa là cho anh chị lên ha. Khi chúng ta khi em kéo lên nè, ở vị trí sau nè, kéo lên đó thì kính sẽ kéo lên. Đó, tương tự như vậy thì ở vị trí phía bên phụ là tương tự với phía bên này, thì em xíu em kéo lên, kính đang hạ ha, kéo lên thì kính sẽ kéo lên. Đó. Rồi tiếp theo là vị trí khóa kính, khi mà em nhấn ở vị trí này thì đồng nghĩa với việc anh chị người ngồi ở phía sau sẽ không thể thao tác mở lên cửa kính được. Chúng ta nhấn và em thử ha. Đây, nếu em khóa block khóa kính thì người ngồi sau nè, vị trí phía sau nè, cái khóa này rất an toàn, giúp cho trẻ em khi chúng ta di chuyển không thể ngồi phía sau thì nó không thể mở những cửa kính ra được, rất là an toàn. Rồi tiếp theo là vị trí khóa lóc cửa nè, khi mà cửa đóng, nếu mà chúng anh chị lóc vào vị trí này thì tự động cửa sẽ không mở được khi mà chúng ta di chuyển ha. Đó, lóc lại thì cửa sẽ không mở được trên xe ở người ngồi phía sau. Tiếp theo là vị trí điều chỉnh mặt gương bằng điện. Đối với vị trí này thì anh chị để thao tác thì L tượng trưng cho kính bên trái là kính bên đây anh chị ha, còn R là right là bên phải, phải thì nó sẽ nằm ở vị trí bên kia. Khi mà anh chị bật vị trí L này bên trái thì chúng ta sẽ điều chỉnh mặt gương bên đây. Đây em đang điều chỉnh mặt gương nè, anh chị thấy rõ ha, lên xuống nè, thấy không? Đó, rất là rõ. Đó, khi mà em bật qua R nè, rồi em sẽ điều chỉnh mặt gương bên đó cho anh chị xem ha, anh chị chú ý mặt gương nha. Đó, nó sẽ di chuyển khác đúng không anh chị? Đó, lên xuống nè. Đó, rồi tiếp theo là nút thứ trên cùng là nút gặp gương bằng điện. Khi anh chị thao tác nút này thì tự động gương, hai gương chiếu hậu sẽ gặp lại ha. Khi chúng ta nhấn ra thì gương chiếu hậu sẽ nhả ra. Đó, thì em vừa rồi giới thiệu các phím tắt trên vị trí khoang lái. Rồi tiếp theo là ở bên trong chúng ta sẽ có những cái phím tắt nào và tính năng nó ra sao, em sẽ hướng dẫn tiếp cho anh chị. Dạ rồi, thì đây là ở phía bên trong xe nè. Xe của chúng ta là trang bị đề nổ bằng nút startup ha anh chị. Khi mà anh chị muốn cầm chìa khóa thông minh ở gần trong xe thì chúng ta có thể đè vào nút này và đạp thắng thì sẽ khởi động xe. Đây là xe khi giao diện khi đã khởi động. Rồi em sẽ giới thiệu cho anh chị những cái phím tắt và nút mở đèn như thế nào bên trong xe. Thì đầu tiên nè, từ bên trái qua đi ha. Đối với vị trí nút này thì là vị trí tăng giảm độ sáng đèn
trên tắp lô và vị trí cách nút bấm. Rồi bây giờ em sẽ thử ha, nút cộng nè là ở mức để giúp cho đèn nó sáng mức cao nhất. Đây, hiện tại là đèn, nếu mà đèn đã chỉnh ở mức sáng cao nhất thì sẽ như thế này. Đó, anh chị quan sát ha, các vị trí đèn nè, màu xanh nè. Đây, các vị trí xanh nè ha. Và vị trí đèn tắp lô nè. Đó, anh chị thấy rõ ràng nhất ha. Rồi khi mà em chỉnh ở vị trí sáng thấp xuống. Đây em đè nè ha, thấp xuống nè. Đó, thì những cái đèn này sẽ tắt. Đó, khi mà đi cho anh chị đi buổi tối á thì anh chị có thể là mở đèn sáng nhất để chiếc xe mình trở nên đẹp nhất và sang trọng nhất ha anh chị. Rồi, đó là vị trí tăng giảm độ sáng các nút trên đèn trên thảm tốc lô. Tiếp theo ha là em sẽ giới thiệu cho anh chị là cái nút tiếp theo nè. Cái vị trí này là cái cân bằng điện tử. Thì khi mà anh chị bật tính năng này thì nó sẽ báo như thế này. Khi xe hiện tại nè đã bật tính năng cân bằng điện tử rồi, nếu anh chị bấm vào, em bấm thử vào nha. Đó, thì lúc này chỗ vị trí phía màu vàng này nè, anh chị thấy không? Nó đang hiện chữ off thì đồng nghĩa với việc là tính năng cân bằng điện tử của xe đã tắt. Thì khi mà anh chị thấy cái hiện cho nó lên thì anh chị phải nhắn lại vị trí này. Thì tính năng cân bằng điện tử rất an toàn trên xe, nên anh chị phải luôn bật để giữ cái độ đảm bảo an toàn cho xe mình khi di chuyển. Rồi tiếp theo là cái vị trí ở các cần lẫy trên đây. Thì các cần lẫy trên đây thì em sẽ giới thiệu ha. Đầu tiên nè, anh chị để mà mở đèn vị trí mà cốt pha. Ở đây em quay cho rõ hơn ha. Đây, đây em sẽ tắt đèn ha. Anh chị thấy nè, ở cái mũi tên này, đây cái mũi tên, đây cái mũi tên chị thấy không, đang hiện là chữ off, thì đồng nghĩa với việc là đèn cốt pha của anh chị đang tắt. Thì chúng ta nếu chúng ta dặn ở vị trí này lên nè, đầu tiên nè, auto. Nếu anh chị dặn ở vị trí auto này lên thì khi mà chúng ta đi trời tối á thì xe sẽ có cảm biến và nó sẽ nhận diện được là trời tối và sẽ tự động bật đèn cốt pha lên. Đó, còn cái khi mà đèn cốt pha sáng nè, nó sẽ báo như thế này hai anh chị. Rồi em sẽ quay vị trí khi mà tại vì đang ở ngoài anh chị, trời cũng đang gần trạng tối á, cho nên là có cái cảm biến đèn, nó đã nhận diện được là trời đang tối nên nó đã bật đèn sáng sẵn luôn. Thì em quay gọi tiếp theo nè, là cái vị trí tiếp theo này, quay lấy nét cho anh chị xem cho nó dễ ha. Rồi ở mắt thứ hai, thứ ba nè. Đó, khi mà anh chị bật mắt thứ ba này thì đèn chỉ sáng đèn led ban ngày và bị led ban ngày thôi. Đó, thì em sẽ anh chị cho anh chị xem cho nó tiện ha. Đây là vị trí led ban ngày khi mà chúng ta bật nè. Đó, đây là vị trí led ban ngày khi chúng ta thao tác trên đó. Đây anh chị, đây led ban ngày nè. Khi chúng ta tắt nè, em thử tắt cho anh chị xem ha. Đây chúng ta tắt nè, em kéo xuống cho anh chị nè. Tắt ốp nè. Thì led ban ngày cũng sẽ tắt. Đó, đó chị thấy không? Rồi, tiếp theo nè. Cái vị trí cuối cùng là vị trí mở đèn cốt pha. Thì vị trí mở đèn cốt pha nó nằm ở đây. Khi anh chị bật hết đây lên vị trí đèn cốt pha đây nè, mũi tên nè, chỉ qua nè, là lúc đó anh chị đang bật ở chế độ đèn là đèn cốt. Còn khi anh chị muốn bật ở chế độ đèn pha thì sẽ như thế này. Anh chị đẩy cái vị trí cần số cần đèn nè, đẩy xuống. Đó, thì nó sẽ hiện cái biểu tượng màu xanh. Thấy không? Đó, thì khi đó là đèn pha đã được bật lên. À, em quay cho anh chị xem ha. Nè, anh chị thấy cái vị trí mà vàng màu đèn mà trên cửa kính không? Đó, bây giờ nếu em tắt pha nè, đó, bật pha nè, đó, rõ ràng nhất ha anh chị. Rồi tiếp theo đó là vị trí đèn. Rồi tiếp theo em sẽ hướng dẫn tiếp cái nút gần đó, đó là vị trí mở đèn sương mù, còn hay còn đèn gầm đó anh chị. Khi mà anh chị nè
bật lên, nó sẽ trả về thì nó sẽ báo trên đây là không đang tắt đèn gầm. Nếu anh chị bật lại, đây bật lại để em xíu nha, đây bật lên lại nè, đó, thì nó báo vị trí đèn gầm. Đèn gầm của mình sẽ như thế nào thì để em tắt cái vị trí đèn gầm để cho anh chị thấy rõ nhất ha. Đây bật lên lại nè, đây là tắt, đang tắt đèn gầm nè. Rồi, đèn gầm của chúng ta sẽ mở ở vị trí này nè anh chị. Này, vị trí này ha, dưới đây ha, đó, ở dưới nè. Rồi, bây giờ em sẽ thử mở lên vị trí đèn gầm cho anh chị xem. Đó, lúc này vị trí đèn gầm đã báo. Thì sau khi vị trí đèn gầm đã mở nó sẽ như thế nào? Đó, nó sẽ sáng ở dưới đó anh chị. Đó, cho chị thấy không? Đó, vị trí ở dưới đó. Rồi, đó là cái phím tắt trên vị trí đèn của nè Accent. Tiếp theo là vị trí kế tiếp là các nút bấm trên vô lăng đi ha. Em giới thiệu cho anh chị từ đây qua đây ha. Dạ rồi, tiếp theo là cái vị trí ở trên vô lăng nè anh chị. Đầu tiên ha, nút chữ VON này, cộng và trừ, có nghĩa là nút tăng giảm âm lượng khi chúng ta đã trên xe. Em thử bật radio cho anh chị nghe ha. Đó, anh chị nghe cái vị lớn nhỏ của radio chưa? Bây giờ nè, em có thể thao tác nhỏ lớn trên đây luôn vô lăng. Đó, bật nhỏ lên nè. Hoặc là em có thể bắt lớn lên. Để lớn lên. Đó, đây là cái nút vị trí tăng giảm âm lượng. Tiếp theo nè, nút này là nút chuyển qua bài khi mà anh chị có bắt nhạc á. Anh chị có thể chuyển lên xuống nè. Nhạc ha, vị trí nhạc. Rồi, tiếp theo là cái vị trí khi mà chúng ta kết nối Apple CarPlay hoặc là Android Auto, anh chị có thể thao tác trên vô lăng này và sử dụng kết nối hỗ trợ, là khi chúng ta nhắn vào thì sẽ sử dụng bằng giọng nói ha. Rồi, nút mode này tiếp theo là cái nút vị trí để thao tác các tính năng trên màn hình. Đó. Còn hai vị trí này là nút nghe và tắt cuộc gọi khi mà anh chị đã kết nối Bluetooth hoặc là Apple CarPlay Android Auto rồi, thì anh chị khi có cuộc gọi đến thì anh chị có thể sử dụng nghe trực tiếp vừa lái xe, nghe trực tiếp trên vô lăng này luôn, hoặc là tắt kết thúc cuộc gọi trên đây ha. Đây là cái vị trí phím tắt trên vô lăng. Tiếp theo là vị trí này là vị trí điều chỉnh cái thông số kỹ thuật trên xe đó, hay là đây anh chị có thể bấm vào và điều chỉnh các thông số, xem cái thông số nè đó. Và nút dưới này là điều chỉnh lên xuống anh chị. Đây, lên xuống. Và kết đây là nút điều khiển là cài đặt là có hay không nè. Ok nè ha. Rồi, tiếp theo là các vị trí ở cần gạt mưa. Đây, khi mà anh chị đúng rồi, em quên nữa. Hồi nãy ở vị trí này là vị trí khi mà anh chị bật lên nè. Bật lên thì sẽ bật nhanh bên phải, và khi mà anh chị bật xuống đó thì sẽ bật nhanh bên trái ha. Em muốn giới thiệu với anh chị hồi nãy. Rồi, tiếp theo nè, ở cần gạt mưa bên đây thì cách sử dụng sẽ như thế nào khi mà anh chị bật xuống đó, gạt mưa ở vị trí này nó sẽ gạt lên đó. Khi mà anh chị bật xuống cái nữa thì nó sẽ gạt liên tục. Khi mà anh chị bật luôn vị trí cuối cùng thì nó sẽ gạt nhanh hơn đó. Thấy chưa? Đấy, đây là theo các cấp độ, nó sẽ hiện thông tin lên đây luôn anh chị. Đó, anh chị bật đang vị trí cao nhất là up nè, tiếp theo là auto nè. Đó, auto thì khi mà anh chị bật chế độ auto thì khi mà có mưa gì đó thì tự động các mưa sẽ bật lên. Còn khi anh chị bật lâu là chế độ chậm, từ từ nè ha. Và chế độ 2 là cuối cùng là chế độ nhanh nè ha. Đó, từng theo cấp độ vị trí khác nhau. Đó, còn nếu anh chị bật ở chế độ auto mà anh chị muốn là gạt mưa nhanh hay chậm thì điều chỉnh theo cấp độ nè. Đó, ha. Rồi, đó là cái vị trí gạt mưa. Thì khi mà anh chị sử dụng, anh chị có thể đè muốn xịt nước nhanh và rửa kính thì anh chị đè đây. Đó, và rửa kính ha. Em thử nè. Đó,
Đấy, đó là cách sử dụng của vị trí cần gạt mưa. Tiếp theo là các vị trí ở trên hệ thống giải trí. Em sẽ giới thiệu tiếp cho anh chị ha. Rồi, ở hệ thống giải trí nè, chúng ta sẽ có những cái phím nào. Đầu tiên nè, phím điều chỉnh radio, tắt âm lượng ha. Đó, tắt âm lượng radio nè ha, tắt mở âm lượng nè. Rồi, tiếp theo nè, ở trên màn hình này, giải trí này thì có những cái tính năng như kết nối Bluetooth nè. Anh chị có thể nhắn vào điện thoại và khi đó nó sẽ hiện lên giao diện là hỏi anh chị có muốn kết nối Bluetooth hay không. Anh chị bấm vào vị trí có ha, thì đó sẽ mở Bluetooth và lên thì sẽ, và anh chị mở thêm cái Bluetooth trên điện thoại mình nữa thì nó sẽ hiện thông tin lên, thì khi đó mà anh chị sẽ kết nối. Sau khi đã kết nối rồi á thì anh chị vào vị trí home nè. Đó, anh chị nhấn vào tất cả các, và anh chị nhấn vào chỗ này nè. Khi đã kết nối thành công rồi sẽ hiện lên âm thanh Bluetooth và anh chị kết nối vào thì chúng ta bắt nhạc trên điện thoại, chúng ta có thể phát ra loa và nghe cái âm nhạc đó. Tiếp theo nè, các vị trí nè, map nè, sử dụng là này, sử dụng bản đồ ha, sử dụng bản đồ ha anh chị. Khi chúng ta bấm vào này thì anh chị sẽ hiện thấy thông tin của bản đồ và chúng ta sẽ tìm đường và tạo lộ trình, xem bản đồ, các tính năng đó, tìm địa điểm trên cái bản đồ luôn, có giọng nói cảnh báo tốc độ cho anh chị đầy đủ luôn ha, cảnh báo tốc độ vị trí này, đường đã chạy được bao nhiêu km trên một giờ để anh chị lưu ý và không bị tránh tình trạng là bị cảnh sát giao thông phạt ha anh chị. Rồi, tiếp theo là nút phone thì sẽ kết nối với cái điện thoại của mình ha, như nãy em đã giới thiệu. Rồi, setup cài đặt ha. Rồi, những thông tin. Tiếp theo là ở phía dưới nè, chúng ta sẽ có những cái nút cơ bản như là điều chỉnh nhiệt độ nè. Đây anh chị thấy không? Vị trí chấm đỏ này nè. Khi chúng ta muốn lạnh nhiều thì chúng ta sẽ bật ở vị trí thấp nhất. Đó, khi chúng ta muốn lạnh ít và chuyển sang nóng sẽ vào vị trí đỏ này. Còn lạnh bên đây là vẫn còn lạnh ha anh chị. Rồi, tiếp theo là nút đèn ưu tiên ha. Đây là vị trí đèn ưu tiên, khi chúng ta bấm vào thì sẽ bật chế độ đèn ưu tiên. Tiếp theo là vị trí chỉnh mức độ gió ha. Đây là chấm đỏ nè, anh chị thấy không? Đang vị trí 0 nè, 1 nè, 2 nè, đó, càng lớn thì đó, đây là mức độ gió. Tiếp theo, đây là nút ở phía dưới này là nút lấy gió trong và gió ngoài. Khi mà đây là đèn đang sáng nè, hiển thị cái thông tin là đang lấy gió trong ha anh chị. Nếu anh chị muốn lấy gió ngoài thì chỉ cần anh chị bấm vào vị trí này, đèn tắt thì đồng nghĩa với việc là đang lấy gió ngoài ha. Còn cái này là vị trí sưởi kính sau ha cho anh chị. Còn cái này là vị trí điều chỉnh hướng gió. Đây, chim đỏ nằm ở đâu, hướng này đang hướng vào trước mặt nè, mặt và chân nè, đó, dưới chân không nè, đó, cho anh chị xem ha. Đây, điều chỉnh ở cái vị trí hướng gió ha. Rồi, tiếp theo là ở phía dưới này cuối cùng nè, là sẽ có những cái tính năng này là tẩu thuốc nè anh chị. Để sử dụng tính năng cái tẩu thuốc này để em zoom gần cho anh chị xem cho nó rõ hơn ha. Đó, rồi, để sử dụng cái tẩu thuốc này, anh chị đầu tiên nè, mình đè vào. Đó, mình đè tầm khoảng 3-4 giây gì đó. Xong, mình lấy ra, kéo ra. Đây, này vẫn chưa đỏ, để em thử đè lâu hơn chút xíu cho đỏ cho anh chị dễ quan sát ha. Cái tẩu thuốc này để sử dụng chúng ta mồi lửa nè. Thì khi sử dụng anh chị lưu ý cẩn thận ha, để tránh bỏng. Và trẻ em thì không nên cho sử dụng. Đây, ra. Đó, anh chị thấy đỏ không? Đang cái tẩu thuốc đang rất là nóng. Anh chị lưu ý ha, sử dụng cẩn thận. Đây là cổng sạc USB nè. Đây là cổng 12V nè, để anh chị có thể lắp những cái đầu chuyển đổi khác nè, hoặc là gắn cam hành trình trên đây. Rồi, tiếp theo là vị trí đèn trần. Đèn trần ở đây thì nút đèn ở đây anh chị có thể tắt mở nè. Đó, anh chị thấy không? Nút đèn tắt nè và bấm qua đây là đèn mở nè. Rồi, tiếp theo là cái hộc chứa mắt kính ha. Rồi. Rồi, em vừa giới thiệu cho anh chị những cái phím tắt trên xe Hyundai Accent phiên bản số tự động. Thì anh chị nào mình còn thắc mắc chỗ nào chưa rõ thì có thể liên hệ trực tiếp với em, kết bạn qua Zalo hoặc là gọi điện em sẽ hỗ trợ tư vấn và giải đáp cho anh chị.
Thì cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Thì nếu thấy video này hữu ích và có sự chia sẻ thì anh chị đăng ký kênh ủng hộ giúp em. Cảm ơn và xin chào anh chị. Hẹn gặp lại anh chị vào những cái video tiếp theo. Các chương trình khuyến mãi và giá và tính cách sử dụng dòng xe Hyundai như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị. Xin cảm ơn.